những chỉ dạy về thiền. Câu hỏi và trả lời. Hỏi: con muốn đạt được sự tĩnh lặng, con muốn thiền tập để làm cho tâm được bình an. Đáp: như vậy, con muốn đạt được điều gì đó. Nếu con thực sự muốn có điều đó, con phải suy xét cái gì là những nguyên nhân làm cho tâm không bình an. Phật đã nói rõ, mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, nhưng thường chúng ta chỉ ngồi chờ xung dụng vào miệng. Cũng giống như chỉ muốn ăn dưa hấu nhưng chẳng bao giờ chịu trồng dưa hấu. Vậy thì dưa ở đâu có mà ăn? Có thể con được ăn vài miếng ở đâu đó và thấy vị dưa ngọt mát và muốn ăn thêm. Nhưng dưa ở đâu nữa mà ăn? Dưa ở đâu ra? Làm sao người ta có thể được dưa để mà ăn? Nếu không chịu khó trồng thì cũng phải làm việc khác để có tiền để đi mua lấy dưa. Nhưng dưa không thể có cho ta ăn chỉ bằng cách ngồi mong chờ. Chúng ta phải suy nghĩ thông suốt để nhìn ra toàn thể bức tranh, nhìn vào tất cả mọi hoạt động của tâm. Sau khi được sinh ra vào thế gian này, tại sao chúng ta có những khó khổ như vậy? Chúng ta cứ khổ đau và khổ đau hoài vì những thứ cũ rích, chỉ là do sự hiểu biết của chúng ta chưa được thấu suốt. Khó khổ ở đây là gì? Chúng ta đang sống với những rắc rối phiền não và đang liên tục tạo ra những rắc rối phiền não cho bản thân mình. Nhưng chúng ta không thực sự hiểu được những khó khổ đó nằm ở đâu. Sống ở nhà, chúng ta có khó khăn, bất đồng ràng buộc với vợ hay chồng, với con cái, với nhiều thứ ở đó. Chúng ta hay nói về khó khăn đó, nhưng ít ai thực sự hiểu được về nó. Do vậy, nó thực sự là khó khăn. Cố gắng làm cho cái tâm đạt định cũng giống vậy. Chúng ta chẳng biết tại sao mình tu mà rất khó đạt định. Chúng ta cần phải hiểu rõ lý nhân quả. Điều gì đã đặt ta vào tình trạng này? Mọi thứ khởi sinh từ những nguyên nhân, nhưng chúng ta không hiểu nó. Chúng ta giống như có một chai nước đầy, ta uống hết sạch và muốn uống thêm. Không còn chút nước nào trong cái chai nữa. Cái chai nước đầy là nguyên nhân có nước uống. Chai không có nước thì không cung cấp nước uống nữa. Nguyên nhân của sự không có nước là chai nước đã hết. Nhưng nếu chúng ta lấy nước từ dòng suối, chúng ta có thể uống hoài. Bởi vì dòng suối, nguyên nhân tạo ra nước, vẫn luôn còn nước chảy đến. Dòng suối ở đây được ví như sự nhìn thấy lẽ vô thường, khổ và vô ngã một cách sâu sắc. Đó là sự hiểu biết về lẽ thật đó một cách thấu suốt. Sự hiểu biết bề ngoài thông thường thì không hiểu biết một cách thấu suốt. Nhưng với trí tuệ minh sát thâm nhập vào bên trong vấn đề, chúng ta có thể chứng nghiệm được toàn bộ chiều sâu và mùi vị của ba bản tính này của sự sống. Và khi có bất cứ sự gì khởi lên, tức sinh, ta nhìn thấy rõ sự thật đích thực về nó. Khi nó biến mất, tức diệt, ta nhìn thấy sự thật về nó. Tâm lúc này luôn nhận thức được thực tại. Và với cách nhìn như vậy, chúng ta đã đến nơi bình an, nơi không còn những khổ đau và khó khăn mà ta phải chịu đựng. Càng lúc chúng ta càng thư thái và không còn dính chấp, bám chặt, chấp thủ, phụ thuộc vào mọi thứ nữa. Không còn quan niệm chúng ta là này, là nọ. Không còn đặt tên, đặt tính cho chúng nữa. Ta chỉ còn ngồi nhìn mọi thứ khởi sinh và nhìn chúng biến qua, sinh và diệt, sinh và diệt. Nhìn vào pháp sinh diệt này một cách thường xuyên, suy xét chánh niệm nhiều về nó, phát triển chiều sâu tỉnh giác về nó. Kết quả sẽ là sự buông bỏ và không còn tham đắm. Ta trở nên tuyệt đối không còn tham đắm về mọi thứ trên đời. Thứ gì bền chắc và hạnh phúc thì chúng ta tham muốn có nó. Nhưng khi ta đã biết mọi thứ đều không chắc chắn, chỉ là vô thường, có rồi mất, đều là sinh diệt, thì ta đâu còn lý do gì để tham đắm hay dính chấp vào chúng. Những thứ tiếp xúc với tai, mắt, mũi, lưỡi
và những thứ khởi sinh trong tâm, chúng ta cần phải quán niệm về chúng một cách rõ rệt, thì chúng ta sẽ nhìn thấy chúng đều giống nhau một kiểu. Việc nhìn thấy mọi hiện tượng, mọi pháp đều mang bản tính vô thường, khổ và vô ngã, và chúng chẳng đáng một chút gì để tham chấp hay nắm giữ. Cách đó sẽ giúp tạo ra sự buông bỏ trong tâm chúng ta. Khi mắt nhìn thấy những hình sắc hoặc tâm nghe thấy những âm thanh, chúng ta chỉ cần biết chúng như chúng là, không cần phản ứng hay can thiệp gì vào những sự tiếp xúc đó. Khi tâm sướng hay khổ, khi tâm có phản ứng thích muốn hoặc hay chê ghét, vui hoặc buồn, dễ chịu hoặc khó chịu, v.v. chúng ta biết rõ về nó. Nếu chúng ta dính theo những điều đó, chúng sẽ dính chặt vào ta, và lập tức chúng dẫn ta tạo ra sự trở thành. Bất cứ điều gì chúng ta dính vào, nó sẽ tạo nên sự trở thành, tức nghiệp hữu. Ta dính vào vườn cây, ta tạo nên sự trở thành. Sự trở thành đó là nhân thúc đẩy ta sinh ra loài sâu ở trong vườn cây đó ở kiếp sau. Ví dụ như vậy, nếu chúng ta buông bỏ những điều đó, chúng nương theo đường lối của chúng, chúng ta không tạo nên sự trở thành. Buông bỏ những hình sắc đi theo đường lối của chúng. Buông bỏ những âm thanh sẽ đi theo cách của âm thanh. Chỉ khi nào chúng ta cần, chúng ta mới dùng đến chúng. Hãy để mọi thứ đi theo đường lối tự nhiên của chúng. Nếu chúng ta ý thức tỉnh giác theo cách này, chúng ta sẽ nhìn thấy lẽ thật vô thường. Tất cả mọi hiện tượng có mặt trên thế gian đều là ảo, không trừ bất cứ thứ gì. Chúng là như giả và đánh lừa nhận thức của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể nhận ra được chúng chỉ là hư giả và đánh lừa, thì chúng ta sẽ được thư thả và buông xả. Nếu có chánh niệm sati và sự hiểu biết rõ ràng sampajana, rõ biết, thường biết, tỉnh giác về chính mình, và trí tuệ panna, chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật đó của mọi hiện tượng. Và sự thật là tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Ngay cả khi không làm gì, khi chúng ta chỉ suy nghĩ, chúng ta chỉ cần nhận biết, nhưng ý nghĩ chỉ là ý nghĩ như chúng là, và không cần dính mắc gì đến chúng. Nếu tâm có tĩnh lặng, chúng ta chỉ cần biết tĩnh lặng cũng là vô thường thôi. Tĩnh lặng cũng không phải bền chắc. Tất cả chỉ có những hiện tượng vô thường mà thôi, chẳng có gì khác. Ta ngồi ở đâu, giá pháp ở ngày đó, và trí tuệ khởi sinh. Vậy điều gì có thể làm chúng ta khổ? Chúng ta khổ vì những thứ muốn mà không được, vì những thứ khó đạt được. Tất cả khổ đều là do suy nghĩ của ta. Chúng ta cứ nghĩ suy những thứ không đáng suy nghĩ. Chúng ta có đủ loại dục vọng và muốn mọi thứ theo ý ta. Muốn có được điều gì là khổ. Có được nó thì cũng bất toại nguyện, và lại tiếp tục muốn và khổ. Muốn bất cứ điều gì cũng đều là khổ. Ngay cả muốn trở thành một A-la-hán, một bậc giác ngộ, cũng mang lại sự khó khổ cho mình. Phật dạy chúng ta ngừng ham muốn, bởi Phật đã nhận thấy rõ tất cả mọi dục vọng. Muốn được gì hay muốn thành gì đều là khổ. Hỏi: con muốn hỏi để coi có một đối tượng thiền nào phù hợp với tinh khí của con. Nhiều lúc thiền tập con đã niệm chữ Đức Phật, Buddha rất lâu, nhưng tâm con không an định được. Con đã thử thiền về những bộ phận của thân, rồi con thiền quán về cái chết, nhưng con cũng không được tĩnh lặng, không đạt định. Con quẫn trí bí đường, chẳng biết phải làm gì nữa. Đáp: buông xuống. Khi bị bí đường thì bỏ đi, đừng tìm nữa, đừng cố thử cách gì nữa. Hỏi: đôi lúc có sự tĩnh lặng, nhưng rồi ký ức hiện đến, rất nhiều ký ức làm cho con bị phân tán và nhiễu động. Đáp:
Như vậy, đó là sự vô thường. Vô thường, tất cả là vô thường. Cứ tiếp tục chỉ rõ cho tâm rằng không chắc, không chắc chắn. Tuyệt đối tất cả mọi hiện tượng là không chắc chắn. Đừng quên điều này. Nếu tâm không an, điều đó không chắc chắn. Nếu tâm được bình an, điều đó cũng không chắc chắn. Mọi thứ đều vô thường thay đổi. Đừng chấp giữ vào trạng thái nào cả, và cũng đừng cho rằng trạng thái nào là thực. Tâm thức là vô thường. Các bạn đã nghe điều này chưa? Các bạn học về điều này chưa? Bạn sẽ làm gì với nó? Tĩnh là vô thường, động là vô thường. Vậy làm sao bạn tu tập đây? Bạn nhìn những trạng thái đó ra sao? Nếu bạn có được sự hiểu biết đúng đắn, bạn sẽ thấy được trạng thái tâm tĩnh hay động cũng đều không chắc chắn. Bạn cảm thấy ra sao? Hãy nhìn vào đây. Nếu tâm được bình an, nó sẽ được bao nhiêu ngày? Nếu tâm bị khuấy động, nó sẽ bị bao nhiêu ngày? Phải luôn niệm rằng không chắc chắn. Vậy thì đâu còn chỗ nào để bị dính? Đó là cách đuổi chúng ra khỏi tâm. Ta tu tập niệm chữ Đức Phật nhưng tâm không an. Ta tu tập chánh niệm về hơi thở nhưng tâm cũng không an. Tại sao chúng ta cứ dính vào ý nghĩ làm sao và làm sao để được định và an? Ta niệm Đức Phật và nhận biết sự không chắc chắn. Ta tu tập chánh niệm về hơi thở và nhận biết sự không chắc chắn. Đừng có quá quan trọng về những trạng thái của tâm. An hay không an, tĩnh hay động, chúng chỉ đánh lừa ta, bởi vì ta cứ dính chấp vào những ý nghĩ đó. Nếu tu thiền mà ta cứ muốn cho tâm phải được an, thì ta bị dính vào bẫy, và tâm khó được an. Chúng ta phải khôn ngoan hơn chúng. Bất cứ điều gì xảy ra, ta biết nó là không chắc chắn. Bất cứ trạng thái nào của tâm, ta biết nó là không chắc chắn. Cứ vậy thì mọi sự sẽ lặn mất. Cứ thử làm vậy, bạn sẽ thấy. Bất cứ điều gì xảy đến, cứ nhắc nhở rằng nó không chắc chắn. Cái dở là thông thường chúng ta không chịu đối diện hoặc vượt qua nó, mà cứ chạy theo nó nên bị dính vào nó, quên mình theo vật. Nếu ai muốn tu tập nhiều về thiền định, tôi thực rất khen ngợi. Giáo lý của Phật nói về sự giải thoát thông qua sự định tâm và trí tuệ. Giải thoát có nghĩa là đạt đến sự tự do khỏi những ô nhiễm, tham và sân. Có hai loại giải thoát như vậy. Sự giải thoát nhờ thiền định, người tu phát triển tâm bằng sự định tâm, Samadhi. Nhờ đó phát sinh trí tuệ, Panna. Một số loài cây lớn lên nhờ nước nhiều, nhưng một số loài cây chỉ cần rất ít nước để sống. Giống như các cây thông ở đây vậy. Nếu tưới nước nhiều nó sẽ chết. Một số loài cây chẳng cần nước nhưng vẫn lớn lên xanh tốt và nở hoa sinh trái. Ta dường như chẳng hiểu vì sao. Thiền cũng tương tự như vậy. Trong cách giải thoát nhờ thiền định, ta tu tập thiền một cách nghiêm túc, và ta cần phát triển được sự định tâm, Samadhi. Đây là một cách tu giống như những cây cần có rất nhiều nước thì mới phát triển được. Nhưng vẫn có những loài cây không cần nhiều nước như vậy. Vì vậy, người ta nói nhiều về sự giải thoát nhờ thiền định và sự giải thoát nhờ trí tuệ. Đó là sự đạt đến tự do của tâm. Để đạt đến tự do, người tu phải dựa vào trí tuệ và tâm lực. Thực ra hai cách thiền định và thiền tuệ không khác nhau. Tại sao người ta cứ phân biệt thành hai loại như vậy? Thực ra đó chỉ là cách nói. Nếu chúng ta cứ phân thành hai thứ rạch ròi, thì chúng ta chỉ làm rối trí thêm mà thôi. Thực ra hai loại chỉ hơi khác nhau, tùy theo sự nhấn mạnh vào mảng nào của người tu mà thôi. Thiền chỉ là thiền. Khi nói về sự định tâm, lâu ngày họ gọi thành thiền định.
Khi nói về phần trí tuệ, lâu ngày họ đặt thành thiền tuệ, hay thiền quán, hay thiền minh sát. Nếu gọi chúng giống nhau thì không thực đúng, nhưng gọi chúng là khác nhau cũng không đúng. Chúng nằm bên trong nhau. Cũng tương tự như khi nói về tính khí của mỗi người: tính khí tham, tính khí sân, tính khí si, hoặc Phật tính. Đó chỉ là cách chỉ ra khuynh hướng gồng cồm nào nặng hơn khuynh hướng khác mà thôi. Đó chỉ là những danh từ chúng ta dùng để phân loại. Tuy nhiên đừng quên rằng lý do chúng ta học hiểu và lý tu hành là để giải thoát khỏi chúng thông qua sự nhận biết được bản tính vô thường, khổ và vô ngã bên trong tất cả mọi hiện tượng. Hỏi: làm sao chúng ta có thể hợp nhất sự thiền định và thiền quán, chẳng hạn như khi quan sát quán chiếu về sự vô thường của sự sống? Đáp: trước khi bắt đầu thiền, chúng ta nên ngồi xuống và để tâm thư giãn. Điều này cũng giống như việc may đồ. Trước hết, ta nên ngồi vào máy may một cách thoải mái và làm quen với nó, rồi từ từ bắt nhịp với bàn đạp thì mới may được. Nếu chúng ta tu tập chánh niệm về hơi thở, đầu tiên chỉ ngồi xuống và thở tự nhiên, chưa nên cố định sự chú tâm vào bất cứ thứ gì. Chỉ cần để ý biết mình đang thở. Ta chỉ cần để ý coi hơi thở có được thư giãn hay không, ngắn hay dài. Sau khi đã để ý như vậy, ta bắt đầu chú tâm tập trung vào hơi thở vào và hơi thở ra ở tại ba điểm. Chúng ta tập trung sự chú tâm vào hơi thở vào khi nó đi qua hai lỗ mũi, ngực và bụng. Chú tâm vào hơi thở ra bắt đầu từ bụng, đi qua giữa ngực và cuối cùng là lỗ mũi. Chúng ta chỉ đơn thuần chú tâm vào nó. Đây là cách bắt đầu kiểm soát hơi thở, của sự chú tâm vào những điểm đầu, giữa và điểm cuối của hơi thở vào và hơi thở ra. Chúng ta tu tập như vậy cho đến khi nào được trôi chảy nhịp nhàng. Bước tiếp theo, chúng ta chỉ tập trung sự chú tâm vào một chỗ duy nhất. Đó là nơi cảm nhận hơi thở vào và ra, ở ngay chóp mũi hoặc ở trên môi, điểm giữa hai lỗ mũi. Đến lúc này chúng ta không còn để ý hơi thở dài hay ngắn, mà chỉ còn chú tâm đến cảm nhận đi vào và đi ra của hơi thở. Nhiều hiện tượng khác nhau tiếp xúc với các giác quan, làm khởi sinh nhiều ý nghĩ. Điều này được gọi là ý tưởng ban đầu, hay tâm, vitaka. Nó gợi lên ý tưởng, có thể là ý tưởng về bản chất của những hiện tượng hữu vi, do các điều kiện tương hợp mà có, sankhara. Ý tưởng về thế giới, hoặc ý tưởng về bất cứ thứ gì. Mỗi khi nó xuất hiện, tâm lập tức muốn dính vào nó hoặc nhập chung với nó. Nếu nó là một đối tượng lành mạnh, cứ để tâm nhận lấy. Nhưng nếu nó là một đối tượng không lành mạnh, hãy chặn nó ngay. Nếu nó là đối tượng lành mạnh, để tâm quán chiếu, quan sát về nó. Và yếu tố hỷ lạc sẽ phát sinh khi thiền định. Tâm sẽ sáng tỏ và trong suốt khi hơi thở đi vào và đi ra. Những ý nghĩ ban đầu, tâm sẽ hiện lên và tâm sẽ đón nhận chúng. Ngay sau đó, chúng sẽ biến thành những ý tưởng suy lý, tức tứ, vikara. Tâm phát triển sự quen thuộc với đối tượng, áp dụng đối tượng vào chính mình và hòa nhập mình vào đối tượng. Ta đang ngồi và bỗng nhiên ý nghĩ về ai đó nổi lên trong đầu. Đó là ý tưởng ban đầu, tức tâm, vitaka. Sau đó ta nhận lấy ý nghĩ về người đó và bắt đầu suy nghĩ, suy lý nhiều thứ về người đó. Đó là ý tưởng suy lý, tức tứ, vikara. Ví dụ, chúng ta chọn ý nghĩ về cái chết và bắt đầu quán niệm, suy xét, suy lý, chánh niệm về nó. Ta sẽ chết, người khác sẽ chết, mọi chúng sinh đều phải chết. Khi họ chết, họ sẽ đi về đâu? Giữ nó lại, giữ ý nghĩ đó lại và suy lý tiếp. Nếu ý đó đang chạy mất, ngăn nó lại,
và trở lại chánh niệm và hơi thở. Tiếp tục bám giữ tức tứ ý tưởng đó cho đến khi tâm sáng tỏ và trong suốt. Sau đó ta tiếp tục thiền ý tưởng ban đầu tức tâm và ý tưởng suy lý tức tứ cứ liên tục có mặt. Nếu chúng ta tiếp tục quán niệm một cách khéo léo, thiện xảo về một đối tượng đề mục, ví dụ về tính vô thường của sự sống, thì tâm sẽ trải nghiệm một sự tĩnh lặng, định sâu hơn, và niềm vui hoan hỷ, yếu tố hỷ sẽ phát sinh. Có ý nghĩ tầm và tứ, và chúng sẽ dẫn tâm đến sự hoan hỷ và khoan khoái. Nếu chúng ta tu tập ý tưởng suy lý, tứ, vikara với một đối tượng hợp với mình, chúng ta có thể trải nghiệm cảm nhận sướng khoái tột độ, đến nỗi lông tóc dựng lên, nước mắt chảy tràn, một trạng thái khoan khoái tột cùng. Nhiều cảm nhận xảy đến sau khi yếu tố hoan hỷ phát sinh. Sau một lúc, yếu tố hỷ này sẽ bắt đầu phai nhạt và biến mất, và ta bắt lại ý tưởng ban đầu đó, quay lại tâm. Tâm sẽ trở nên vững chắc và không bị sao lãng. Rồi ta tiếp tục ý tưởng suy lý, tiếp tục tứ, tâm trở nên hợp nhất với nó. Khi chúng ta tiếp tục tu tập một cách thiền hợp với tính khí của mình và thiền tập tốt, thì mỗi khi chúng ta chọn lấy một đối tượng, tâm sẽ trở nên hoan hỷ và cực kỳ khoan khoái. Cứ tu tập tâm và tứ, tâm rồi tứ, tứ rồi tâm như vậy, yếu tố hoan hỷ sẽ khởi sinh. Rồi tiếp theo là yếu tố hạnh phúc, lạc. Điều này diễn ra khi ngồi thiền. Sau khi ngồi thiền, chúng ta có thể đứng dậy và đi thiền. Tâm có thể vẫn giống vậy khi đi thiền. Sẽ không còn những chướng ngại, tham dục, sân hận, bất an và động vọng, buồn ngủ và đờ đẫn và nghi ngờ nữa. Và tâm sẽ không còn bị ô nhiễm. Hỏi: điều đó có thể xảy ra với tất cả mọi loại ý nghĩ hay tâm chỉ đạt đến như vậy trong trạng thái tĩnh lặng của nó? Đáp: điều đó xảy ra khi tâm đang tĩnh lặng. Đó không phải là loại phát triển tâm bình thường. Chúng ta ngồi với một cái tâm bình lặng, rồi ý tưởng ban đầu, tâm mới hiện lên. Ví dụ tôi nghĩ về người anh trai vừa mới chết. Đó là khi tâm đang tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng không phải là thứ gì chắc chắn ổn định. Nhưng trong thời khoảng tĩnh lặng đó, tâm đang tĩnh lặng. Sau khi ý nghĩ ban đầu, tâm hiện lên, tôi đi vào ý nghĩ suy lý, tứ. Nếu nó thuộc hàng các ý nghĩ thiện xảo và lành mạnh, thì nó sẽ làm tâm dễ chịu và hạnh phúc. Rồi tâm sẽ phát sinh niềm hoan hỷ, cùng lúc tâm trải nghiệm hoan hỷ đó. Yếu tố hoan hỷ phát sinh từ tâm và tứ diễn ra trong một trạng thái tĩnh lặng của tâm. Chúng ta không cần phải đặt tên cho những trạng thái tĩnh lặng đó là tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhất thiền, nhị thiền, tam thiền. Chúng ta chỉ cần gọi nó là sự tĩnh lặng, định. Yếu tố thứ hai sau hỷ là yếu tố lạc, hạnh phúc. Về sau khi sự tĩnh lặng càng thêm sâu, chúng ta dẹp bỏ ý nghĩ tầm và tứ. Trạng thái của tâm lúc này đang trở nên tinh tế và vi tế hơn. Tầm và tứ tương đối vẫn còn thô tế, và chúng sẽ biến mất, nhường chỗ cho những thứ vi tế hơn. Chỉ còn lại niềm vui mừng, hỷ đi kèm với niềm hạnh phúc, lạc và sự nhất điểm của tâm, định. Và đến lúc cao sâu nhất thì chẳng còn gì cả. Yếu tố hỷ, piti và lạc, xúc kha phai biến, và tâm trở nên trống không. Trạng thái này thường được gọi là tầng thiền định thứ tư hay tứ thiền. Chúng ta không cần bám trụ hay an trú vào bất kỳ trải nghiệm này. Chúng sẽ tự diễn tiến một cách tự nhiên từ trải nghiệm này sang trải nghiệm tiếp theo. Điều này có nghĩa tâm càng lúc càng trở nên tĩnh lặng.
và những đối tượng của nó càng lúc càng giảm dần, biến dần, cho đến khi chẳng còn gì ngoài sự nhất điểm, ekangata và sự buông xả, upekha của tâm. Khi tâm đã tĩnh lặng và đạt định, điều đó có thể xảy ra. Đó chính là năng lực của tâm đã đạt đến sự tĩnh lặng. Các chướng ngại, tham dục, sân hận, bất an và động vọng, buồn ngủ và đờ đẫn và nghi ngờ không còn có mặt. Những chướng ngại có thể vẫn còn nằm ngủ tiềm ẩn bên trong tâm, nhưng chúng không có mặt khởi sinh vào lúc tâm đạt định như vậy. Nguyên tắc quan trọng của thiền là đừng bao giờ nghi ngờ về bất cứ sự gì xảy ra. Nghi ngờ chỉ tạo thêm rối trí. Nếu tâm bừng sáng và tỉnh thức, đừng hoài nghi gì về điều đó. Đó là một trạng thái của tâm. Nếu tâm có tâm tối và ngu mờ, đừng hoài nghi về điều đó. Chỉ tiếp tục tu tập một cách siêng năng mà không dính vào những phản ứng này nọ với những trạng thái đó. Chỉ cần nhận biết và tỉnh giác, ý thức rõ về chúng. Đừng có nghi ngờ gì về chúng. Chúng chỉ là chúng. Những trạng thái chỉ là trạng thái. Khi chúng ta tu tập, những trạng thái đó là những thứ chúng ta gặp phải trong tiến trình tu tiến. Nhận biết chúng bằng sự tỉnh giác và cứ buông bỏ để mặc chúng. Dù tâm có tăm tối hay tỏa sáng, đừng bám vào những trạng thái đó. Cứ tiếp tục ngồi thiền hay đi thiền và tiếp tục nhận biết điều gì đang xảy đến, không dính mắc hay mê thích gì về nó. Đừng làm mình khổ vì những tình trạng này nọ của tâm. Đôi lúc tâm phấn khích hoan hỉ, đôi lúc nó xiêu sầu buồn chán. Có lúc sướng, có lúc khổ, có lúc bị tắt, gặp trở ngại. Thay vì nghi ngờ về chúng, chỉ cần hiểu rõ rằng chúng chỉ là những trạng thái vô thường của tâm, và rằng bất cứ thứ gì thể hiện lên chỉ là do các nguyên nhân đang chín muồi. Ngay giây khắc này, trạng thái này đang thể hiện trong tâm. Đó là thứ chúng ta cần để nhận biết. Hỏi: khi thiền, chúng ta nên nhắm hai mắt lại để không nhìn thấy trần cảnh bên ngoài, hay là chúng ta cứ tự nhiên nhìn mọi sự vật? Đáp: khi chúng ta mới bắt đầu tập thiền, tốt nhất chúng ta nên tránh xa mọi sự vật tác động vào các giác quan. Vì vậy, tốt hơn nên nhắm mắt khi thiền tập. Nhờ không nhìn thấy những sự vật đối tượng có thể tác động đến ta, chúng ta có thể xây dựng sức mạnh của tâm. Khi tâm được vững mạnh, thì chúng ta có thể mở mắt như bình thường, và bất cứ thứ gì chúng ta nhìn thấy cũng khó quấy động chúng ta. Nhắm hay mở lúc nào không thành vấn đề. Chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta thường hay nhắm mắt. Ngồi thiền với hai mắt nhắm lại là sự an trú đối với một người thiền tập. Chúng ta tìm thấy sự thú vị và nghỉ ngơi trong tư thế đó. Nhưng nếu chúng ta không thể nhắm mắt, liệu chúng ta có thể đối diện và xử lý mọi sự vật đối tượng hay không? Đó mới là vấn đề. Khi chúng ta ngồi nhắm mắt, chúng ta có được lợi lạc từ tư thế đó. Khi chúng ta mở mắt, chúng ta có thể xử lý mọi thứ chúng ta gặp thấy. Mọi thứ không vượt khỏi tầm tay, thì chúng ta chẳng mất gì. Chúng ta luôn có thể nhận biết về mọi thứ. Nhưng về căn bản thì chúng ta chỉ đang xử lý mọi thứ với hai mắt mở. Khi chúng ta quay lại ngồi thiền, chúng ta thực sự có thể phát triển trí tuệ lớn hơn, thâm sâu hơn. Đó là cách chúng ta tiến triển trong công việc tu tập. Khi chúng ta đạt đến trình độ thiện thạo, việc nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác nhau. Tâm không thay đổi hoặc bị lung lạc. Suốt thời gian trong ngày, sáng trưa chiều tối, trạng thái tâm đều như nhau. Chẳng có gì có thể lay chuyển cái tâm. Khi sướng khởi sinh, ta nhận biết nó không chắc chắn và nó biến qua. Khi khổ khởi sinh, ta nhận biết nó không chắc chắn và nó chỉ là nó, rồi nó biến qua, sinh rồi diệt.
Sự thiền tập của chúng ta sẽ gặp đủ loại ô nhiễm và hành vi của tâm khởi sinh liên tục trong tâm. Thái độ cách nhìn đúng đắn nhất là hãy sẵn sàng nhận biết và buông bỏ tất cả chúng, dù đó là sướng hay khổ, vui hay buồn, ngon hay dở, xấu hay đẹp, tốt hay xấu. Tất cả khi sướng là cái ta mong muốn và khổ là cái ta không mong muốn. Chúng ta vẫn nhận biết chúng là như nhau. Đó chỉ là những thứ chúng ta trải nghiệm mà thôi. Sướng hay khổ chỉ là do cách ta trải nghiệm. Sướng, hạnh phúc, khoái lạc là thứ người đời tham muốn có được. Khổ, đau, buồn là thứ chẳng ai muốn. Niết bàn là thứ vượt trên tất cả muốn và không muốn. Niết bàn không còn dính líu đến tham muốn. Muốn hay không muốn không có mặt trong niết bàn. Muốn được hạnh phúc, muốn không bị khổ, muốn vượt trên cả sướng và khổ. Cứ muốn thì rốt cuộc cũng chẳng được gì. Đừng muốn nữa, đừng dính vào sự mong cầu. Đó mới là sự bình an. Đó là gì vậy? Sự thiền của Ajahn Chah. Thiền sư Ajahn Chah có một cách tiếp cận trực tiếp với thiền, và thầy luôn khuyên mọi người không để bị dính vào những nghi ngờ, cũng đừng quá quan trọng những trải nghiệm trong thiền. Cho dù những trải nghiệm đó trông rất kỳ lạ và khác thường. Thiền sư từng kể lại thời gian tu tập ban đầu của mình. Một loạt những trải nghiệm mang tính chuyển hóa đã xảy ra trong một đêm ngồi thiền. Thầy cảm thấy thân mình to lên và vỡ tan cùng với những tiếng động lớn. Và khi hết rồi, thầy tự hỏi chính mình, đó là gì vậy? Câu trả lời đến với thầy tức khắc, nó là nó. Điều đó giải tỏa nghi vấn của thầy, và từ đó nó đã trở thành cách tiếp cận thiền của thầy. Và cách đó tạo ra bản tính bất lay chuyển đối với việc tu tập của thầy. Đừng quá quan trọng về sự tĩnh lặng. Khi tôi còn trẻ, tôi đã đi tìm sự bình an theo một cách sai lầm. Tôi ngồi tu thiền định, nhưng tâm tôi không lắng định. Tôi lồng lộn đủ cách, nhưng dù tôi có làm đủ cách để mang tâm về lại, nó cũng chẳng quay về. Mà nếu nó có quay về thì nó cũng chẳng ở yên. Vậy làm sao? Tôi nín thở. Tôi đã từng cố thử như vậy. Tôi nín chặt hơi thở và cố ép tâm ngừng chuyển động, nhưng nó cứ chạy nhảy. Tôi nín thở lâu hơn, nhưng chẳng mang lại kết quả nào tốt hơn ngoài việc sắp chết vì nín thở. Điều này cũng giống như khi tôi cảm thấy sự thiền của mình bị quấy nhiễu bởi những âm thanh. Tôi lấy sáp bịt tai lại. Tôi bịt thật chặt đến khi không còn nghe gì nữa. Có vẻ tốt, không còn âm thanh nào có thể quấy nhiễu tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ về điều đó. Nếu việc không nghe hoặc không thấy thứ gì là con đường đi đến giác ngộ, thì tất cả những người điếc là người giác ngộ, người mù là bậc giác ngộ. Người điếc hay mù mới tu thành những A-la-hán. Tôi suy xét về điều này đến khi hiểu ra. Tôi hiểu ra rằng nếu chỉ ngăn chặn mọi thứ bên ngoài thì cũng chẳng phòng hộ được mình. Do vậy, tôi bỏ cách bịt tai bịt mắt đó. Tôi nhận ra rằng chỉ có mình và những dính mắc của mình mới gây ra khó khổ. Hiểu ra được như vậy, tôi đã rất tiếc cho mình vì chọn sai cách tu vào thời mới bước vào tập thiền. Lúc đó tôi muốn tu tập để thoát khổ, nhưng việc làm đó của tôi chỉ mang lại khó khổ cho mình, và kết quả là tôi chẳng khi nào có được sự bình an. Khi tâm được tĩnh lặng, chúng ta vui mừng. Nếu chúng ta có được vài ngày bình an như vậy, chúng ta thực sự thấy hạnh phúc. Nhưng rồi đến một ngày tiếp theo, bỗng nhiên ta giống như đang ngồi trên ổ kiến lửa. Ta không thể ngồi yên được, không thể làm gì được. Tâm thật là hoang dại và động vọng. Ta suy nghĩ và cố tìm xem lý do tại sao nó không như những ngày trước đó.
vài ngày trước đó thật bình an, và ta ước gì cái trải nghiệm bình an đó sẽ quay trở lại với ta. Ngay chỗ này chúng ta bị ngu mờ. Những trạng thái của tâm thay đổi, nó chẳng bao giờ cố định, chắc chắn hay ổn định dài lâu. Đó là bản tính của chúng, đó luôn luôn là cách chúng xảy ra. Bất cứ thứ gì khởi sinh thì đã cũ, cái gì vừa sinh đã diệt rồi. Nó chẳng phải là thứ gì khác biệt hay bất biến, mà nó luôn luôn bị chi phối bởi những đặc tính giống nhau. Chúng ta phải nhìn vào những phản ứng của tâm, nhìn vào cách nó thích hay không thích thứ này, thứ khác. Khi chúng ta có sự thích, chúng ta vui lòng. Và cái cảm nhận được vui lòng đó có mặt chỉ là do sự ngu mờ mà thôi, chứ không phải do chúng ta cảm nhận đúng đắn. Nếu bạn được tĩnh lặng, đừng quan trọng với điều đó. Nếu bạn bị xao lãng, đừng quan trọng vì điều đó. Phật đã dạy, đừng để mình bị chuốc độc hay say xỉn vì cái gì. Điều này áp dụng cho tất cả mọi trải nghiệm, không ngoại trừ điều gì. Nếu chúng ta còn tham muốn và mong cầu, chúng ta luôn ở trong tình trạng vọng động. Do vậy, Đức Phật đã nói không thể có trí tuệ nếu chỉ có thiền định. Khi thiền định là chúng ta còn muốn đạt đến trạng thái định, muốn chứng đắc tầng thiền định. Trong thiền định, chúng ta có thể có được sự tĩnh lặng nhờ cách ly khỏi những đối tượng bên ngoài, không nghe âm thanh, không cảm nhận những đối tượng của các giác quan. Chúng ta có thể được tĩnh lặng. Điều đó cũng là tốt. Đó là giá trị của thiền định. Điều đó có được nhờ chúng ta thoát khỏi mọi sự vật đối tượng trong một thời gian thiền định. Nhưng điều đó chỉ là sự tốt tạm thời và ngắn ngủi trong thời gian nhập thiền định. Giống như một số căn bệnh như ung thư, khi chưa phát hiện được chúng ta thấy ổn, không thấy đau đớn và tuyệt vọng cho đến khi phát hiện ra nó. Giống như thiền định, người thiền không nhận biết mọi thứ bên ngoài, nên người ấy cảm thấy mình không còn ô nhiễm. Nhưng khi người thiền rời khỏi trạng thái định và bắt đầu đổi cảnh, nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ, thì tâm sẽ bị những thứ đó quấy nhiễu. Thực tế là vậy, tình trạng luôn là vậy. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta tìm đâu một nơi trên thế gian này, nơi nào chúng ta không nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm và chạm xúc mọi thứ đối tượng? Phật muốn mắt chúng ta nhìn thấy mọi thứ, tai chúng ta nghe mọi âm thanh, mũi chúng ta ngửi các mùi hương, lưỡi chúng ta nếm mọi mùi vị, thân chúng ta cảm nhận cứng, mềm, nóng, lạnh, sướng, đau. Phật muốn chúng ta trải nghiệm tất cả mọi thứ và nhận biết rằng, mọi thứ là như vậy, như chúng là. Đây là cách chúng ta đã đến trí tuệ. Ngay cả khi chúng ta không ngồi thiền, không đi thiền gì cả, tâm chúng ta vẫn luôn tỉnh giác và quan sát, tiếp tục tu tập một cách tinh tấn mà không bị lạc lối hay thoái lùi. Người khôn khéo thiền xảo thì tu tập giáo pháp theo cách như vậy. Bạn có bao giờ gặp những thiền sư già chưa? Họ bàng quang với tất cả mọi sự. Chúng ta khó mà hiểu được cái tâm buông xả của họ, bởi vì tâm của họ mát mẻ và họ có chí kiến. Khi có khổ, khổ không làm lay chuyển được họ. Khi sướng đến, sướng không lay động được họ. Họ luôn tự nhủ, đừng quấy nhiễu ta nhé. Đó là cách họ nhìn mọi sự tình. Khi khổ đến, đừng làm phiền ta nhé. Họ là những người chín chắn. Mọi ô nhiễm chỉ còn đứng bên ngoài, không còn xâm nhập được vào tâm họ. Chúng ta nhìn những thiền sư đó và tự hỏi, sao họ làm được như vậy? Tâm chúng ta gặp khó khổ hay khoái sướng thì cứ nóng lên bần bật, còn họ thì không. Do vậy, lời khuyên là các bạn tu nên tìm được một bậc thầy chân tu và lấy vị ấy làm gương để mình noi theo, luôn chánh niệm về tấm gương đó trong suốt thời gian tu tập.
tu liên tục. Từng chút, rồi chúng ta có thể hành thiền. Chúng ta chưa có được sự hiểu biết, tri kiến thâm sâu. Chúng ta chưa thực sự biết mình đang làm gì. Nhưng chúng ta có thể tập tiến mỗi lần một chút. Chúng ta có thể không biết mình có lợi ích từ việc tập thiền, nhưng chúng ta cứ thực hành nó từng chút, từng chút. Khi chúng ta ăn, chúng ta có thấy no ngay sau khi ăn một muỗng? Chưa, chúng ta có thể nói mình no, mặc dù chưa no, bụng chưa đầy. Ăn thêm muỗng thứ hai và chúng ta sẽ no hơn, nhưng chỉ là no hơn một chút. Nếu chúng ta tiếp tục ăn từng muỗng một, đến lúc nào đó chúng ta sẽ no đầy. Hãy suy nghĩ về điều này, biết nhìn trước và ta sẽ thấy được mình đang đi đến đâu. Cuối cùng chúng ta sẽ đến lúc đang chậm rãi ngồi nhai muỗng cơm cuối cùng. Từng muỗng nhỏ tích góp và cơn đói giảm bớt từng chút, và cuối cùng chúng ta no đầy. Có thể đến mức chúng ta chẳng thèm nhìn đến món ăn nào nữa. Những muỗng nhỏ thức ăn đã được ăn vào, từng muỗng một, đã làm no bụng chúng ta. Những lão làng ở đây thường hay kể chúng ta chuyện trong cây tre khô có lửa. Thời xưa diêm quẹt còn rất hiếm, và diêm quẹt không phải lúc nào cũng quẹt ra lửa được. Khi người ta đi vô rừng, họ chỉ cần tìm những khúc cây khô. Họ biết có lửa bên trong cây. Khi nào họ cần lửa nấu ăn, họ chỉ cần cọ sát hai khúc tre khô để nó phát ra lửa. Họ cọ sát liên tục hai khúc tre. Ban đầu thân tre còn lạnh, sau một hồi cọ sát, khúc tre nóng lên, rồi sau đó bốc khói. Phải mất thời gian để hai khúc tre nóng lên, rồi mất thời gian nữa mới bốc khói, và sau đó mới phát ra lửa. Thời bây giờ, con cháu của họ sống trong thời hiện đại, không còn kiên nhẫn như cha ông trước kia. Thời bây giờ nếu chúng ta cầm hai khúc tre khô để tạo ra lửa, chúng ta chỉ mới cọ sát 2 phút là bắt đầu thấy mệt mỏi. Chúng ta chán nản và bỏ khúc tre xuống ngay. Thôi mệt quá, nghỉ một chút đã. Sau đó chúng ta lại cầm mấy khúc tre lên, tre đã lạnh trở lại. Chúng ta lại cọ sát lần nữa, nhưng phải bắt đầu lại từ đầu nên tre không dễ nóng lên nhanh được. Và rồi ta lại hết kiên nhẫn. Cứ như vậy, chúng ta cứ làm theo kiểu đó hàng giờ hoặc cả ngày thì cũng chẳng tạo ra chút lửa nào. Chúng ta cọ sát rồi ngưng, cọ sát rồi ngưng. Rồi ta bắt đầu xòa xiêng những lão làng. Những lão già làng đúng là điên. Tôi chẳng hiểu mấy ông nói kiểu gì, lửa đâu mà lửa. Chắc mấy ông già bịa chuyện cho vui. Tôi đã cọ sát mấy khúc chè đến giã tay mà có thấy chút lửa nào đâu. Điều đó cũng xảy ra tương tự nếu chúng ta không hiểu biết và không cố gắng tu tập đến nơi đến chốn. Chúng ta không làm đủ nóng mà lại mong có lửa. Những người xưa đã làm được như vậy, nhưng họ biết phải cần có nhiều nỗ lực liên tục mới tạo ra được lửa. Bạn phải cọ sát liên tục không ngừng, vì nếu bạn ngừng thì bạn chỉ có được mấy khúc tre lạnh mà thôi. Cũng giống như những học trò từ xa khăn gói đến đây để học thiền. Họ lắng nghe vài điều chỉ giáo, rồi họ muốn thiền cho được nhanh chóng. Họ cứ muốn học phương pháp thiền nào giúp họ có được kết quả nhanh nhất. Tôi nói với họ, nếu các anh chỉ muốn nhanh nhất thì chẳng được gì đâu. Có một thứ đừng gọi là nguyên nhân và kết quả, nhân quả. Kết quả tu tập chỉ được tạo ra từ những nguyên nhân đúng đắn và phù hợp. Không có chuyện cầu được ước thấy ngay tức khắc. Cách nhanh nhất từ ngay cả Phật chắc cũng tìm không ra. Chúng ta sẽ tiến bộ được trên đường tu tập nhờ vào sự nỗ lực liên tục,
Tu Miên Bật cũng giống như một người cọ sát hai khúc tre liên tục mà không ngừng nghỉ thì mới tạo ra được lửa. Cọ sát không ngừng, nhiệt nóng sẽ tăng lên. Càng cọ sát thêm, nhiệt nóng càng tăng lên. Khi khói bốc lên, lửa gần xuất hiện. Nhưng đang lúc khói bốc lên thì không nên ngừng lại. Đây không phải là trò chơi, muốn chơi thì chơi, muốn ngưng thì ngưng, để bữa sau chơi lại. Người xưa hiểu được như vậy nên họ cọ sát liên tục và không ngừng. Đó là cách những người ấy tạo ra được lửa. Trèo cao té đầu, kỳ vọng và thất vọng. Những ý tưởng cao siêu, những thất vọng mỗi ngày. Chuyện một tỳ kheo trẻ với thầy Ajahn Chah. Một tỳ kheo trẻ tự cho mình là một người thiền giỏi. Vị tỳ kheo đó đã đến gặp thầy Ajahn Chah tại chùa Tổ Đình Wat Pa Pong và thuật lại những kinh nghiệm mình đã học tu từ những thiền sư khác nhau. Vị tỳ kheo cảm thấy khi kể như vậy chắc sẽ tạo ấn tượng với Ajahn Chah. Nghe xong, thầy Ajahn Chah chẳng nói lời nào. Thầy rời khỏi ghế ngồi rồi bò xuống sàn nhà trên hai tay hai chân, và thầy bắt đầu làm như một con chó đang sủa quanh. Vị tỳ kheo trẻ nhìn và tức cười và nghĩ rằng thầy Ajahn Chah đang muốn nói với mình điều gì đó. Vị tỳ kheo ở lại đó tu học, và sau đó vị đó nhận thấy mình chẳng tu được gì và cuộc sống của mình thật vô nghĩa, vô vị, tẻ nhạt. Tự quyết rằng mình sẽ không chỉ cười cho qua nữa, vị tỳ kheo đến gặp thầy Ajahn Chah. Ajahn Chah nói rằng thầy giống như một con sóc con. Nó nhìn thấy những con sóc lớn leo trèo lên các cây cao, chạy nhảy trên cành, và nó muốn làm theo như vậy, nên nó bò ra cành cây rồi bị mất thăng bằng. Bầm, nó rớt xuống đất. Sóc mẹ thả nó lên lại trên cây, nhưng sóc con vẫn cứ muốn chạy và nhảy lên trên đó. Nó lại trượt chân, dầm, lại rớt xuống đất. Thầy Ajahn Chah tiếp tục câu chuyện về con sóc con cứ rớt và lại rớt xuống đất liên tục nhiều lần, cho đến lúc vị tỳ kheo khi nãy đã quyết chí sẽ không cười, ngã lăn xuống sàn cu ti và cười ngặt nghẽo. Nhưng sau này vị tỳ kheo đó vẫn bất mãn vì không thể sống theo cảnh sống ở chùa này, mặc dù vị ấy đã cố gắng tuân thủ tất cả giới luật và thanh quy ở chùa. Vị ấy cứ nghĩ nơi cửa không thì cái gì cũng hoàn hảo, thanh quý, thánh thiện, và việc thiền tập sẽ thánh thiện và cao siêu hơn nhiều. Nhưng khi đến chùa, vị ấy thấy rằng mọi thứ sinh hoạt và tu hành đều trông rất đời thường, không như mình đã tưởng tượng. Vị ấy lại đến gặp thầy Ajahn Chah và bày tỏ sự bất mãn của mình. Ajahn Chah lại nói cho vị tỳ kheo một câu chuyện khác. Có một con lừa thường lắng nghe con dế kêu. Con lừa nghĩ, làm sao nó có thể hát hay như con dế vậy? Con lừa đi hỏi những con vật khác để biết được bí quyết của con dế. Những con vật khác nói là con dế nhờ uống nước xương nên có giọng hát hay. Do vậy, mỗi sáng hôm sau, con lừa cứ đi liếm nước xương trên đồng cỏ. Và đến một ngày nó mở miệng ra hát. Nhưng đó vẫn là tiếng be be của một con cừu.